Hello, xin chào mọi người. Bữa nay mình thu hoạch cái cây cherry ở nhà mình nha. Giờ mình phải gỡ lưới ra cái đã. Tại vì cái này mà không có lưới là nó bị chim ăn hết. Bị chim là bị sóc đồ này kia nên là mình phải bọc lưới lại. Bữa nay chín đỏ hết rồi à. Cây nhỏ xíu mà quá trời trái luôn. Đỏ rồi. Cái này mình trồng hồi năm ngoái mọi người. Rồi, đây là cây cherry nhà mình đây. Đó. But in the right moment or you have to wait a little bit more? I think it can be now. We can harvest now. Because it's getting soft. Đó. Đó, đỏ cây luôn mọi người. Tokai, tokai. I'm from here. Trái từ trên ngọn xuống nè. À, mà cái cây nhỏ xíu à. Julie cầm chịu cái nhánh nó lại. Quá trời luôn. Chà lô. Quá trời luôn. This is how far I can get. Did I eat one? Trời, cái cây lùng lùng. Yeah, ăn đi, sáng mẹ tưới rồi, không sao đâu. Is okay or no? Yeah. No, no. I am asking. Eat. And tell me if it is okay. It's good. It's good? Are you... Ngọt không? Uh-huh. Mày lựa trái trên này, trái này nó đen đen. Ok á. Hurry, cherry is coming up, Julie. No, come here towards the shade. What? Like right here. Oh, yeah. Dolly, don't be deep leaning. She has a cat that. Dolly, hái nó lật cuốn hết trơn. Hình như là cherry này, cái cây nó càng già, cái trái nó càng bự mọi người. Đây trái nhỏ nhỏ nè. Mình thấy trái không có bự bằng mà mình mua ở ngoài chợ. Cái này là mùa, này là mùa đầu tiên nè. Mùa cherry thu hoạch đầu tiên. Để có mấy trái nó cũng bị kiến ăn. Đây, chùm chùm quá trời. Giờ mình mới đi hái. Tụi nó cũng lười hái nè. Julie nó hái nó bất cuốn hết trơn. Đây mày cầm cho. Con vừa dịnh cái chành lại, con vừa hái cho nó dễ. Cây giờ nó lùng lùng nhỏ nhỏ, khỏi phải leo. Chứ mai mốt nó mà cao nó bự lên là nó trái nó nhỏ và leo lên hái mệt. Nó mềm, nó hơi mềm hay gì ha. Hái đi, hái khúc dưới này nè. Không cần lật cái chành ra đâu anh gì ơi. Như thích hả? Ok, muốn làm gì cho làm ạ. À.
Cái này trái này nó cũng rít lắm nha. Bữa hôm qua mẹ lỡ một trái nó dính vô tay mẹ nó cũng rít nha. Ôi ôi ôi, vừa thôi gãy cành bây giờ. Dịnh lại chứ đâu có kêu bẻ nó xuống đâu. Gãy cành, con thấy cái cành nó nhỏ nó yếu không? Để cho nó lớn nó đâm mạnh ra nữa. Cây này còn nhỏ lắm. Cây này chắc chừng 2-3 tuổi. Oh, he's good, huh? Đây hái xong rồi mọi người thấy không? Không còn một trái luôn. Thương nhất là cái cây nó nhỏ lùn đứng cũng hái được. Thì cái này là mình theo nhận xét mình thấy là cái này là mùa đầu tiên. Thì cái trái của nó thứ nhất là trái nó nhỏ. Đó. Thứ hai nữa là nó không ngọt và không được chắc như là mình mua ở ngoài. Và mình nghĩ là vì cái cây này nó là còn nhỏ. Hình như là cây hình như càng già thì cái trái nó mới càng bự sao á. Cũng không biết nữa, để xem tiếp mấy mùa sau nó như thế nào ha. Đó, bữa nay thu hoạch được nhiêu đây. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye.